Xin chào AIA, chúc mọi người một ngày tốt lành. Xin chúc mừng những thành tích MDRT trong năm vừa qua. Tập đoàn AIA vẫn duy trì được vị thế là công ty đa quốc gia số 1 về số lượng MDRT toàn cầu trong 7 năm liên tiếp là nhờ sự nỗ lực của các bạn. Dù trải qua một năm đầy thử thách do dịch bệnh, chúng ta vẫn tiếp tục dẫn đầu nhờ có các bạn. Đây là thành tích ngoạn mục đáng để tự hào. Trong lịch sử của MDRT, chúng ta là công ty đa quốc gia duy nhất đạt được kỷ lục phi thường này. Một kỳ công vượt trội phản ánh sự chuyên nghiệp, sự cống hiến và dịch vụ xuất sắc dành cho quý khách hàng của chúng ta. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có các bạn và sự ủng hộ của gia đình bạn. Sự kiên cường và cống hiến của các bạn trong hơn một năm qua đã đóng góp vào sự thành công của chúng ta hôm nay. Và tôi chân thành cảm ơn các bạn đã nỗ lực hết mình cho công ty và cho khách hàng. Có thể nói, COVID đã mang đến nhiều thử thách để hình thành một trật tự thế giới mới. Nhưng hãy nhớ rằng, thử thách cũng mang đến nhiều cơ hội mới. Và cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục vượt qua những thử thách và nắm bắt những cơ hội. Dịch bệnh hoành hành càng làm cho mọi người thấy tầm quan trọng của sự bảo vệ sức khỏe và trân trọng cuộc sống an nhiên. Điều này cũng mở ra những cơ hội kinh doanh mới trong ngành bảo hiểm. Và thông qua việc tư vấn về sự bảo vệ, sức khỏe và sự an nhiên đó, bạn không chỉ giúp cho từng cá nhân, mà còn giúp cho cả xã hội bằng việc mang lại sự vững vàng trong những giai đoạn bất ổn này. Vai trò của chúng ta vẫn không thay đổi. Đây là mục tiêu của ngành bảo hiểm, là tiếp tục bảo vệ khách hàng và gia đình họ. Chúng ta cần liên tục hành động để đảm bảo rằng mọi người đều được tư vấn tốt, đặc biệt là trong những giai đoạn như hiện nay. MDRT là tiêu chuẩn vàng, là sự công nhận quốc tế về thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và tư vấn tài chính. Đây là thành tựu tiêu biểu mà mọi người đều hướng tới. Và khi bạn đạt MDRT, điều đó không chỉ chứng minh rằng bạn chạm tới cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, mà còn chứng minh cho khách hàng của bạn sự cam kết xây dựng sự nghiệp bền vững lâu dài, rằng bạn sẽ luôn tiếp tục bên cạnh để giúp tư vấn và bảo vệ trong suốt cuộc đời họ và cả cuộc đời con cháu của họ. Thành tựu vị trí số 1 trong 7 năm liên tiếp là điều không dễ dàng. Và tôi cũng biết, để đạt danh hiệu MDRT cũng lắm gian truân. Nhưng tôi biết, chúng ta có thể làm điều này cùng nhau và lặp lại thành công của chúng ta trong những năm tiếp theo. Chắc chắn rằng, đội ngũ của chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ và giúp bạn thành công. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng sự thành công MDRT của bạn, không chỉ một lần mà lặp lại và liên tục và hàng năm. Là những nhân tố vững chắc nhất của chúng tôi muốn bạn tiếp tục theo đuổi danh hiệu MDRT mỗi năm. Double Up MDRT, dự án nhân đôi MDRT là cách giúp chúng ta luôn hướng về phía trước trong cuộc đua này. Chúng tôi ra mắt chương trình Double Up MDRT nhằm đạt mục tiêu tham vọng 25.000 MDRT trong năm nay. Điều này hoàn toàn có thể nếu tất cả chúng ta cùng hợp sức biến nó thành sự thật. Để điều đó xảy ra, chúng ta cần những tư vấn viên đã là MDRT sẽ hướng dẫn cho những người đi sau để đạt được danh hiệu này. Chúng ta cần mỗi trưởng nhóm, cấp quản lý thể hiện sự lãnh đạo và định hướng đúng đắn. Là những trưởng nhóm tinh hoa của chúng tôi, các bạn cũng cần là tấm gương bằng việc trở thành MDRT. Trưởng nhóm là nhân vật số 1 trong đội, là linh hồn để hướng cả đội cùng nhau chạm đến MDRT. Chính bạn và những thành viên trong đội sẽ cùng thực hiện để đạt được điều đó. Trở thành một trưởng nhóm MDRT và người tạo nên lực lượng MDRT sẽ giúp bạn xây dựng những đội ngũ chất lượng cao bền vững.
Chúng ta cần những người khao khát MDRT, những ai chưa đạt MDRT. Tôi khuyên các bạn hãy ngay lập tức thiết lập mục tiêu mà đích đến ở đó là danh hiệu cao quý này. Tận dụng sự huấn luyện, đào tạo, các công cụ trực tuyến và nội dung kích cầu trên mạng xã hội mà chúng tôi đang cung cấp cho bạn để mở rộng đối tượng khách hàng, tạo thêm nhiều khách hàng tiềm năng và khách hàng mới. Học cách tự mình trở thành một chuyên gia marketing cho bản thân mình để trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mỗi bài chia sẻ mới và mỗi cái nhấp chuột mới sẽ giúp bạn tiếp cận thêm nhiều khách hàng tiềm năng hơn trước đây. Hãy xem khách hàng là trung tâm, liên tục cập nhật những kỳ vọng luôn thay đổi của xã hội và nhu cầu của họ về một người tư vấn chính thống và đáng tin cậy, có thể đưa ra những lời khuyên cá nhân và trở thành người bạn đồng hành trọn đời của họ. Khi đạt MDRT, sự tin cậy đó tự khắc sẽ đến. Chúng ta đang ở chặng đua cuối cùng của năm 2021. Ngay từ bây giờ cho đến cuối tháng 12, nếu bạn quyết tâm cao độ, thì vẫn còn thời gian để bạn có thể đạt được danh hiệu MDRT này. Bạn sẽ mang lại sự bảo vệ vững chắc cho cuộc sống của những người xung quanh bằng những sản phẩm của AIA. Mọi thứ đều có thể nếu bạn thực sự tập trung để chinh phục mục tiêu. Chúng ta đã thấy nhiều tư vấn viên đạt MDRT chỉ trong vòng một quý hoặc thậm chí là một tháng, và bạn cũng có thể là một trong số họ. Hãy bắt đầu lên kế hoạch từ hôm nay, phát triển chiến lược của bạn hoặc tìm đến các chuyên gia cố vấn MDRT hoặc trưởng nhóm để hỗ trợ bạn trong giai đoạn nước rút này. Hiểu rõ tình trạng của mình và những gì bạn cần để đạt mục tiêu. Lên danh mục các hoạt động và các cuộc hẹn để giúp bạn rút ngắn khoảng cách. Hãy hợp tác với các đồng nghiệp và đưa ra những lời thách thức với nhau để xem ai sẽ chinh phục MDRT trước. Cuối cùng, tôi muốn trích dẫn câu nói của Tony Robbins, một tác giả, diễn giả và là nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng thế giới. Nếu bạn nói về điều gì, thì đó chỉ là giấc mơ. Nếu bạn bắt đầu nghĩ nhiều về điều đó, nó có thể đến với bạn trong xác suất thấp. Nhưng nếu bạn lên kế hoạch cụ thể để thực hiện điều đó, thì nó sẽ trở thành sự thật. Hãy hiện thực hóa những giấc mơ ngay bây giờ và bắt đầu kế hoạch chinh phục MDRT của bạn ngay hôm nay. Tôi mong chờ được chúc mừng bạn với danh hiệu MDRT vào ngày 31 tháng 12. Đừng quên luôn giữ sức khỏe, an toàn 5K và hãy thực sự tập trung.